Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tại Mông Cổ, chiều tối ngày 1 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Thành Cát Tư Hãn, thủ đô Ulaanbaatar đi thăm cấp nhà nước tới Ireland từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2024, theo lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, các ban bộ ngành trung ương. Đúng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 giờ địa phương, tức 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Dublin, thủ đô Dublin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Ireland. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Ireland là một dân tộc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về lịch sử và truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên, nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Hai bên có nhiều dư địa, tiềm năng để tăng cường hợp tác, cùng phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Ireland có thế mạnh như đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học. Thưa quý vị và các bạn, lần thứ hai được tổ chức, Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2024 khai mạc hôm qua tại Hà Nội, tiếp tục là điểm hẹn thu hút cộng đồng đổi mới sáng tạo với nhiều giải pháp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế. Ngày hội góp phần lan tỏa và thúc đẩy hoạt động này mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bộ thiết bị máy bay không người lái này được tích hợp trí tuệ nhân tạo ở nhiều cấp độ, có thể thực hiện đa nhiệm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thể hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn hiệu quả. Đây là một trong rất nhiều giải pháp công nghệ là kết quả của hoạt động đổi mới sáng tạo tích cực và hiệu quả của các cán bộ trường Đại học Giao thông Vận tải. Cái sản phẩm này thì ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo là rất là cao. Trí tuệ nhân tạo ở trên máy tính nhúng, trí tuệ nhân tạo tại trung tâm chỉ huy và không chỉ là detect đối tượng mà còn phân biệt được là người chết đuối hay là người đuối nước, tích hợp nhiệt để lựa chọn chế độ ưu tiên bay tracking theo đối tượng, tách nhập các quỹ đạo để phục vụ cho đa mục tiêu. Vai trò của đổi mới sáng tạo đã được khẳng định để cho ra đời nhiều giải pháp công nghệ mới bám sát nhu cầu của thực tiễn. Không chỉ trong nước, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã trình diễn giới thiệu công nghệ nổi bật tại ngày hội này. Nhiều lĩnh vực hợp tác mới như hydrogen, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo giành được sự quan tâm của công chúng. Chúng tôi muốn giới thiệu những thiết bị mới nhất trong lĩnh vực sản xuất hydrogen, một nhân tố rất tích cực để thúc đẩy năng lượng bền vững. Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng khi chính phủ và các doanh nghiệp đang dành sự quan tâm rất lớn đối với công nghệ hydrogen và chúng tôi hy vọng có thể có nhiều đối tác hợp tác, từng bước sớm triển khai nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Thì công ty sẽ tập trung vào để mà thứ nhất là phát triển cái mảng đào tạo. Đào tạo đây là mình dùng cái từ là train for trainer, sẽ mời các chuyên gia thực chiến từ nước ngoài về có kinh nghiệm thực tự trong cái mảng bán dẫn này khoảng 20 năm ở các nước ở mà đã làm trong cái mảng bán dẫn này về để mà phục vụ đất việc giảng dạy, và từ đó mới tạo ra các hạt giống tiếp theo cho cái việc phát triển nhân sự giảng dạy sau này. Sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm nay đánh dấu hành trình chuyển đổi mạnh mẽ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trong 5 năm qua, thể hiện khát vọng, tiên phong, bứt phá và vai trò hạt nhân trong thúc đẩy và nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Diễn ra trong 2 ngày từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 với gần 80 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp, viện trường với sản phẩm công nghệ mới nhất, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo của nước nhà. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cam kết hợp tác cùng Việt Nam trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn. Đây là thông tin tại lễ khởi động chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2024. Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 vừa được phê duyệt đưa ra mục tiêu chung là Việt Nam đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã chủ động triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhiều đối tác bán dẫn hàng đầu thế giới và là đầu mối chủ trì chương trình này. Tại hội thảo doanh nghiệp và thế hệ trẻ trước làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn, lãnh đạo nhiều tập đoàn cũng đã chia sẻ về những xu hướng công nghệ mới hiện nay và thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn này. Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa ra quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. Theo đó, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 400 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Dù các quận huyện thường xuyên tổ chức ra quân, lập lại trật tự đô thị, dành vỉa hè cho người đi bộ, nhưng chỉ sau một thời gian, các vi phạm lại tái diễn khi vắng bóng lực lượng chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng do mức phạt hiện nay vẫn còn quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe. Phố Kim Mã Thượng thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình. Lòng đường nhỏ hẹp, vỉa hè dành cho hàng quán, nơi đỗ xe. Còn đối tượng được ưu tiên là người đi bộ thì phải đi xuống lòng đường, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông có thể thường trực. Cái vỉa hè chỉ nó bé thì cái tí thế này thì đi thì phải chui xuống đường mà đi chứ làm sao cứ đi là được. Ai người ta cũng chăm lo vào cuộc sống người ta thì nó cũng phải có cái vi phạm thôi. Tương tự tại khu vực quanh ngã tư Linh Lang, Phan Kế Bính, thậm chí còn nhốn nháo hơn nhiều. Xe trên vỉa hè, xe dưới lòng đường, rác thải tràn lan ngay dưới biển cấm. Vi phạm trật tự đô thị không được xử lý dứt điểm khiến hình ảnh con phố trở nên nhếch nhác. Người đi bộ cũng chẳng thể tìm được lối đi. Đi ăn trưa ở văn phòng ấy thì bọn tôi rất là thích là đi bộ để cho nó thoáng ấy. Thế nhưng mà khi mà đi bộ thì đúng là gặp rất nhiều khó khăn bởi vì là vỉa hè như các anh thấy là vỉa hè là xe máy rồi là các cái hàng quán ấy họ đều đã lấy hết chỗ và chúng tôi thường phải đi bộ dưới lòng đường và gặp ô tô xe máy thì rất là nguy hiểm. Tôi rất hay đi bộ buổi trưa nhưng hầu như rất là ít gặp các lực lượng chức năng đi để dẹp. Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, buôn bán lấn chiếm vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 100 đến 400.000 đồng, thậm chí lên tới 6 triệu đồng đối với từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, với đặc thù các quận trung tâm, tấc đất, tấc vàng, nên khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều người vẫn tranh thủ chiếm dụng để kinh doanh. Công an không cho ngồi, để bảo vỉa hè này không được ngồi ấy. Nhưng mà bây giờ vì cuộc sống thôi thì nó rộng như này thì các cô cứ ngồi, nén ngồi vậy. Bây giờ có tuổi, 60 tuổi rồi thì giờ mình đói thì bây giờ ngập lụt thì ở Phú Thọ thì giờ ngập lụt thì giờ mình phải ra đây mà kiếm mà sống thôi. Bây giờ em bảo bây giờ nhà nước thì bây giờ cấp chu cấp thì nó có mức đồ thì bây giờ mình đói thì bây giờ phải bò ra đây mà kiếm sống thôi. Vấn đề trật tự đô thị bị vi phạm không phải là mới. Lực lượng chức năng cũng đã sử dụng nhiều biện pháp để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí xử phạt người vi phạm. Song, có lẽ việc lấn chiếm vỉa hè sẽ thật sự khó có thể giải quyết nếu như không có bài toán giải quyết tổng thể cùng với sự ra quân thường xuyên, liên tục của lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở. Tới qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm Bản diện Kim Cương 2 của họa sĩ Đinh Quang Tỉnh. Triển lãm độc đáo giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm chân dung về các văn nghệ sĩ danh tiếng của Việt Nam do họa sĩ sáng tác trong nhiều năm. Với nghệ danh là Ba Tỉnh, họa sĩ Đinh Quang Tỉnh vốn gắn bó với thành công ở thể loại biếm họa. Nhưng khi đã bước sang tuổi xế chiều, ông lại đau đáu đắm chìm trong nghệ thuật vẽ chân dung để rồi hình thành một dòng tranh chân dung riêng, thể hiện nổi bật ở hai triển lãm cá nhân đều mang tên Bản diện Kim Cương. Như giới chuyên môn nhận định, thì họa sĩ Ba Tỉnh đã bắt được cái hồn, cái tôi, cá tính trong từng nhân vật, mà không ai khác chính là những văn nghệ sĩ tên tuổi của nước nhà, những người góp phần làm nên nền nghệ thuật Việt Nam đương đại. Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh chia sẻ, vẽ tranh chân dung bằng màu cũng giống như nhà văn viết tiểu thuyết về thân phận con người. Nhưng người họa sĩ thì bằng sắc màu có thể miêu tả trạng thái nhân vật trực tiếp hoặc ẩn dụ, bay bổng phóng khoáng hay trầm lắng suy tư, thậm chí có thể vẽ từ trong khóe mắt đến sâu thẳm tâm hồn nhân vật mình yêu thích.
Tại lễ khai mạc triển lãm, công chúng có dịp giao lưu cùng tác giả và đông đảo người mẫu của ông là các văn nghệ sĩ tên tuổi. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 6 tháng 10. Tiếp theo là tin tức quốc tế. Phát biểu trong một cuộc họp an ninh tại Tel Aviv vào hôm qua ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng Iran đã phạm phải một sai lầm lớn khi tiến hành tấn công tên lửa vào Israel và khẳng định Iran sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Theo Israel, Iran đã phóng 180 tên lửa và hệ thống phòng không của Israel đã được kích hoạt để ngăn chặn. Lần đầu tiên, Iran sử dụng tên lửa siêu thanh Fatah. Nước này tuyên bố 90% số tên lửa đã trúng mục tiêu ở Israel. Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh vụ tấn công vừa qua do Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tiến hành dưới sự hậu thuẫn của quân đội và Bộ Quốc phòng Iran là quyền hợp pháp của nước này nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Israel ở Liban và Gaza. Về phần mình, phát ngôn viên quân đội Israel, Đô đốc Daniel Hagari cho biết không có thương vong nào được báo cáo tại Israel, nhưng một người đã thiệt mạng ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Ông nhấn mạnh thêm rằng Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ và tấn công để bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc tấn công của Iran vào Israel không hiệu quả, đồng thời ca ngợi sự tham gia của Mỹ trong việc đẩy lùi một số đợt tấn công. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, mặc dù Mỹ đã theo dõi các mối đe dọa của Iran trong một thời gian, nhưng không có cảnh báo nào trước về cuộc tấn công. Ông nhấn mạnh những nỗ lực hiện tại của Mỹ để ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và kêu gọi Iran ngừng các hành động gây hấn. Trong khi đó, Anh đã lên án hành động của Iran sau khi Tehran bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel. Văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, ông đã kêu gọi giảm leo thang trên toàn khu vực. Theo Sky News, ông Starmer đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và vua Jordan Abdullah vào ngày 1 tháng 10, và các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình leo thang trên khắp Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải ngừng bắn ở cả Liban và Gaza. Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã tổ chức họp báo lần đầu tiên sau khi thành lập chính phủ liên hiệp với Đảng Công Minh. Tại đây, Thủ tướng Ishiba đã công bố nội các mới và một số ưu tiên trong đường lối chính sách của chính phủ trong thời gian tới. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ishiba cho biết sẽ tiếp tục đường lối của người tiền nhiệm Fumio Kishida nhằm đưa kinh tế Nhật Bản ra khỏi tình trạng giảm phát, thúc đẩy kiến tạo và phát triển mô hình kinh tế tăng trưởng mới. Về ngoại giao, ông Ishiba cho biết sẽ duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh với Mỹ, song song với việc thắt chặt hợp tác với các nước có quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới hòa bình, an ninh thịnh vượng cho khu vực và thế giới, dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Liên quan tới nội các mới, tân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba đã chọn cả đồng minh và đối thủ vào nội các, gồm 20 bộ trưởng, trong đó có 2 phụ nữ. Đáng chú ý, ông Katsunobu Kato được chọn làm bộ trưởng tài chính, trong khi ông Yoshimasa Hayashi tiếp tục làm chánh văn phòng nội các. Cũng trong bài phát biểu, ông Ishiba thông báo sẽ kêu gọi bầu cử Hạ viện trước thời hạn, nhấn mạnh cuộc bầu cử này là cần thiết để tìm kiếm sự tín nhiệm của công chúng cho chính phủ mới sau khi ra mắt. Ông Ishiba dự kiến sẽ có bài phát biểu về chính sách vào ngày 4 tháng 10 và giải tán Hạ viện vào ngày 9 tháng 10, tức là 8 ngày sau khi nhậm chức. Vào ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã phát biểu tại Quốc hội rằng đất nước cần kiểm soát biên giới tốt hơn và thực hiện các biện pháp như tăng thuế có mục tiêu, cắt giảm chi tiêu để bù đắp thâm hụt ngân sách của Pháp. Ông Barnier nhấn mạnh Pháp sẽ học hỏi từ Đức trong việc kiểm soát biên giới trong khuôn khổ Liên minh châu Âu-EU nhằm đối phó với tình trạng di cư trái phép và tội phạm xuyên biên giới, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định của EU. Ông Barnier, người được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp vào tháng trước, đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giảm thâm hụt ngân sách công trong bối cảnh quốc hội bị chia rẽ. Ông cảnh báo rằng thâm hụt ngân sách đang làm yếu vị thế của Pháp trong châu Âu và nhấn mạnh việc tăng thuế có mục tiêu và cắt giảm chi tiêu là điều cần thiết để khắc phục tình trạng này. Các công ty lớn và những người giàu có được yêu cầu đóng góp nhiều hơn. Theo tờ Le Parisien, ông Barnier đang xem xét tăng thuế từ 15 đến 18 tỷ euro, bao gồm 8 tỷ euro, sẽ được sử dụng để tăng thuế đối với các doanh nghiệp. Thủ tướng cam kết ông sẽ giảm thâm hụt ngân sách xuống 5% vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, để đạt được điều này, ông sẽ phải lùi thời hạn đạt mục tiêu thâm hụt 3% chung của khu vực đồng euro từ năm 2027 đến năm 2029.